Đại Nghĩa xin chào quý vị khán giả. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Sao Hai Chữ, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối cùng với công ty Truyền thông Bi thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 20 giờ 30 phút thứ ba trên kênh HTV7. Thưa quý vị, đến với chương trình này thì những người chơi sẽ có cơ hội ôn lại những câu ca dao mà có thể họ đã học được từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hoặc là những cái câu ru mà ngày xưa ông bà cha mẹ dân thường hát ru ta ngủ. Vậy mà thời gian qua đi có khi đã làm cho chúng ta quên đi rất là nhiều, và chương trình này sẽ là một cách để chúng ta ôn lại những cái điều tuyệt vời đó. Và với câu ca dao trong kho tàng văn hóa của Việt Nam có một điều đặc biệt, đó là cái tính chất truyền khẩu. Người chơi sẽ đưa ra những đáp án có thể là những dị bản, nhưng bắt buộc nó phải trùng khớp với đáp án của chương trình đưa ra, thì lúc đó họ mới được ghi nhận và có những phần thưởng thật là hấp dẫn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với 4 người chơi của ngày hôm nay. Xin mời các em. Đúng lòng hả? Mới ra làm gì cọc vậy? Không, mình cái này là mình phải dằn mặt đối thủ trước. Sao em? Mình phải dằn mặt đối thủ trước. Em dằn cách nào vậy? Em dằn nãy mém dằn vô lòng luôn rồi đó. Dằn em vô giáp đó. Không phải là cái cửa cũng bự mà hai đứa ra một chật lắm sao vậy? Em không hiểu, cái cửa em thấy cũng bự mà sao em đi chung với ảnh cái em bị chật nứt à? Chắc là ảnh mập á. Ủa em không? Gì vậy? Tự nhiên nói gì mập mập vậy? Thấy không? Trong khi cái cửa người ta này là hai đứa đi vô rất là gọn luôn. Đâu có chuyện đâu có chị. Tôi nói cho anh biết là ở đây anh là ốm nhất, cái bốn người nào cũng mập hết trơn. Ê, đừng có gắn anh vô. Em có thể em nói em thôi, đừng có gắn anh vô được không? Không, anh nghĩ là mập nhất tới em. Không, đây mập nhất rồi tới anh nghĩ tới em. Rồi thôi. Trang dễ sợ luôn. Ủa anh sao vậy? Em biết Trang đóng cái vai trò gì đây ông Trang? Không phải là người dẫn chương trình không thôi nha. Dạ. Cái quyền mà sinh sát hay là thắng hay thua là có cái phần đóng góp của anh rất lớn luôn đó Trang. Dạ thôi em xin lỗi anh, nãy giờ em lại mới nói anh là anh mập nhưng mà anh sang nhất ở đây, anh đẹp nhất ở đây. Có cản chứ, càng nói càng sai. Giận rớt. Tự nhiên mới ra chào cái biết em là người thắng rồi đó. Thưa quý vị, mới ra mà ồn quá. Ồn thiệt ồn luôn nha. Mà cái nhân vật mà bị lấn lướt, bị xô đẩy, mà cố tình ra vẻ mong manh này kia đó, Hữu Đăng. Em làm gì vậy? Em đúng liễu dài dạ, vậy Đăng? Mong manh, anh em đủ mong manh chưa? Thả bớt cái sự đúng liễu đi, nhìn em dễ coi hơn. Trời đất ơi, nếp nhăn cũng đầy mặt rồi mà bây giờ còn anh nghĩa, kỳ nghĩa, quá. Anh nghĩa, đừng anh ba chục rồi mà làm như đừng. 13 tuổi vậy đó. Đang đừng. 30 rồi đúng không? 30 rồi anh. Vậy thì hãy nghe người đàn ông 38 tuổi nói. Sao? Bảy nè, em mới 34 mà anh. Ôi dạ, 34 sạc cái đồ. Giờ lại gắn cho em thêm mấy tuổi nữa đúng không? Quỳnh Tiến Khoa nha quý vị. Dạ, Quỳnh Tiến Khoa. Còn bên đây hai cái nhân vật mà ít ồn đúng quý vị. Trời ít ồn nhất nãy giờ. Ôi, em nói chuyện thật trầm lặng mà anh nghe cái giọng em càng ngày càng trầm càng lặng xuống hả? Ừ, Lê Trang và Kim Đào. Dạ, xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Bây giờ mình sẽ có một cái trò chơi nho nhỏ, và ai là người thắng cái trò chơi này thì người đó được quyền chọn đội. Thích ai thì chọn người đó về đội của mình. Ok anh. Rồi, trò chơi đó là một cái trò chơi giống như hồi nhỏ mình đi chơi hội chợ vậy đó. Dạ. Đi chơi hội chợ mình không phải chỉ là dùng sức mạnh không thôi, không phải chỉ chi tiền nữa thôi, mà mình còn phải dùng cái đầu óc, cái sự thông minh, cái sự tính toán, cái sự chiến lược, giống như cái trò chơi thảy dòng dịch vậy đó. Dạ. Mình phải tính coi con dịch cái mỏ nó ngoái kiểu nào đó, cái mắt nó hướng nào thì mình em biết qua rồi. Cái dòng vô em biết rồi. Mình chơi cái gì vậy anh? Mình chơi cái gì? Thảy vòng. À, là chơi thảy vòng. Ừ, đơn giản vậy thôi nhưng mà phải tính toán. Phải tính toán trong đó mình mới chiến thắng được nha. Trò chơi như sau. Chớp mắt cái trong tay anh có mớ vòng. Chỉ có những cái vòng mà thôi. Từng cặp thi một nha. Thi mình có 5 cái vòng trong tay. Trên kia cũng có 5 cái chai. Bây giờ ai đó ném cái vòng này nó lọt vô cổ chai nhiều nhất, người đó chiến thắng. Rồi Khoa cầm lấy em. Đó, hai người đó không thi trước. Rồi hai bên né qua. Chuẩn bị, bắt đầu. Chưa được luôn. Trời ơi, thiệt luôn, rồi luôn. Ở miền Tây mà phóng cái tới Hà Nội luôn. Xong luôn. Bà này phóng ra Thừa Thiên Huế không? Vậy là bằng sông Cửu Long đi ông ơi. Canh xe rồi. Lượm về, lượt hai. Mỗi người 5 cái. Chắc lâu lắm nè. Dạ mẹ. Cho tiến gần lên một bước. Ok. Nhưng lại quá gần rồi đó, dẫn hụt. Huỳnh Tiến Khoa vô một cái một đều. Bắt đầu canh vòng nè, bắt đầu canh nè. Mấy chai ngoài kia nếp. 2-1. Vô luôn nè. 2 đều. Em đi. Hồi hộp. Cố lên anh. 3-2. Ủa ngã cái chai có được tính không anh? Được. Khoa vô được 3 vòng, còn Hữu Đăng vô được 2 cái. Rồi tiếp theo. Hai nữ lên đây. Tay tụi em ngắn lắm anh, cho cái cự ly nó gần gần chút xíu.
Ok, ở đây Quỳnh Tiến Khoa đang thảy được 3 cái dòng vô chai. Bây giờ hai em chỉ cần quăng được nhiều hơn, coi như là một trong hai sẽ thắng. Ủa, anh đứng đây hả? Sao nãy nhớ bước đầu tiên ở đây mà. Em nói sao vậy? Đứng đây gần xịt còn muốn gì nữa. Trời ơi, trái chân đã ngắn rồi mày mất hết. Trời ơi, tụi em nói sao nãy tụi em đứng bên trong. Nhưng mà mình vô chung mấy hay. Bằng tay em, không bằng chân. Ok rồi, trời tụi chấp luôn. Vô. Rồi, trời đất ơi. Trời ơi, xíu em ơi, gần. Ủa, mình đứng vậy được không ta? Không. Sai nha, sai nha, Trang tử ơi. Ừ, gạt tử quế. Nói nè. Quăng lúc ba cái hả? Wow. Trời ơi, mém lên chứ bộ anh. Thục đều ghê. Hết nha. Công nhận Trang chơi lẹ ghê. Lụm vòng. Công nhận Trang chơi lẹ ghê. Một lượt nữa. Trang đợt này chơi 5 cái luôn Trang. 5 cái luôn. 5 cái luôn em. Trời ơi. Lại đây. Chạy lên chạy xuống hồi bằng anh. Anh cho nó gần gần xíu đi anh ơi. Đừng có cãi. Đứng cái gì đâu mà gần xích à. Mình phải đứng xa hơn một chút này hiểu không? Ủa? Xa thì xa cho anh. Ủa? Trang lên đây. Định nghĩa xa gần đó anh. Xa thì xa cho anh. Anh có nắm được không? Một. Ờ. Hai. Ủa chơi gì chị vậy? Hai vòng. Ồ, Trang chơi lúc 5 cái luôn hả? Trật hết rồi nha. Làm màu là rớt rồi nghe. Làm màu là trật nè. Đó. Trời. Trời không vô. Ủa vậy không tính gì nào luôn. Không, cái này anh nói. Không, nó nhồi ra rồi. Không có tính. Sau hai lượt thi đấu thì Quỳnh Tiến Khoa vô địch. Ôi nó cũng dính được miếng rồi này. Rồi. Hai đứa qua đây đứng. Đặng cũng đứng qua đây. Em nhắm coi ai là cái đối tượng mà phù hợp về đội của em. Không ấy thôi, dần vậy đi, người 3 vòng ở với người 2 vòng đi ha. À, cái vòng mà không có vô vòng nào. Đúng ở rồi. Chung cho ở chung với nhau. Ủa là em hả? Ừ. Em vừa với anh. Ủa em cũng 2 vòng vậy? 2 vòng nhưng mà thua, hiểu không? Thua. Em không vòng, đừng có lên tiếng. Đúng rồi em, mình không có tiếng nói ở đây nghe Trang nghe. Mình dở là phải im lặng. Ok em. Anh là bị ép về em đó. Trời chứ ngày cũ lắm. Một lát em chơi thắng nè, em lấy lại cái sĩ diện, cái gì cái. Thì mình vẫn là anh em. Đặt tên đội đi. Tên đội của tụi em là Cơm Cháy. À, Cơm Cháy không? Ôi, bọn em ăn với cá dứa xuất sắc. Cơm Cháy cá dứa. Ồ, cá dứa. Dạ. Bây giờ mời cá dứa với Cơm Cháy về chỗ đi. Hôm nay sẽ là một cuộc chiến giữa hai đội Cá Dứa và Cơm Cháy. Nghe cái tên là thấy khét rồi. Để coi có thắng được không nha. Chứ Cơm Cháy thường nó khét ra từ vàng cho tới đen thôi, chứ không thể nào mà sáng sủa được cái trơn rồi đó. Tập nghe nóng quá. Nóng quá. Người. Chương trình này chúng ta có tất cả là 3 vòng thi. Đội nào mà điểm số cao hơn ở cuối vòng 2 thì sẽ được bước tiếp vào vòng đặc biệt. Còn đội nào mà cái số tiền thưởng lúc đó còn lại thấp sẽ phải chia tay với chúng ta. Hai vòng đầu, mỗi vòng chúng ta sẽ phải trả lời 3 câu. Đó là những câu ca dao hoặc là những câu thơ. Và tất cả đều là thơ lục bát. Và những câu ca dao này sẽ được mã hóa bằng những ký tự gia anh ưu ái cho đội Cá Dứa. 20 triệu tặng chơi xong được không? Quá đời anh đại gia. Bên đây 2 triệu, ok. Mua được cái chảo thôi chứ làm được cái gì. Ủa anh sao? Em nói nghe nè, cái gì cũng vừa phải thôi. Ví dụ như bản 20 triệu thì đây 19 rưỡi hay là 18. Anh biết làm Cơm Cháy cũng phải là gạo tốt. Gạo tốt, nó. Gạo ăn ở em ơi. Lên 5 triệu đi anh. Sao, ý kiến gì? Dạ thôi sao cũng ý được. Ý kiến gì nữa đâu. Nói vậy thôi, chứ anh là người lớn, lẽ nào anh chơi cái chuyện mà bất công như vậy. Em út nó coi mình ra gì đúng không? Bởi vậy 20 triệu. Thấy chưa? Em nói nghĩa mà vô là có mùi thơm liền. Nếu người lớn là nói được. Anh lấy lại bây giờ. 20 triệu là cái vốn liếng ban đầu, cấp vốn đúng không? Dạ. Và mình sẽ sử dụng cái vốn liếng đó trong chương trình này bằng cách mua những câu chữ đó. Sau đó chạy thật nhanh lên đây. Nhớ phải lấy cái dùi chứ không được lấy cái gì khác. Gõ một cái bang. Mua cái quyền trả lời, bởi vì sao? Bây giờ hai đội cùng biết hết. Bây giờ phóng lên đây, ai cũng giành trả lời, biết phân định ai thắng ai thua. Ở đây chúng ta có hai cái bảng. Đó là những cái quyền trợ giúp. Có 3 quyền. Quyền đầu tiên, khi các em dơ lên, các em có thể mua một ô miễn phí. Quyền thứ hai, trả lời miễn phí. Quyền thứ ba, đó là quyền cấp vốn. Cấp nhiều anh. Cấp nhiều anh. Tùy vào tình cảm anh dành cho đội các em. Chết em biết là anh thương rồi. Em lắm. Thì mình đó. Biết mình dùng cái quyền gì rồi đó. Nên hãy lưu ý với những cái quyền mà các em đang có trong tay. Còn bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1, vòng khởi đấu. Chúng ta đã đến với vòng 1, vòng khởi động. Câu số 1, mời ô chữ.
Đó, nhìn như chung cư vậy đó. Đây là những lô đất nền của anh nha. Cái sàn giao dịch bất động sản của anh mở cửa thường xuyên. Chọn đi, muốn mua lô nào? Thôi anh gành vàng nhà đất anh mua đi. Em chọn A1. A1. Đó, đúng rồi. Mặt tiền hai góc luôn. Hai góc. Một cái ô dưới đi anh, để em mở B8. Ờ, mở tiền B8. Rồi gì nữa? A6 đi. Ờ đúng rồi, A6. A1, A6, B8. Bên đó họ đã mua ba lô góc. Chơi à? Bên bển là A1, A6 thì là A2, A3, A4. À, rồi, à, tụi em mua ba lô này. Liên kề. Dạ. Chơi gì dễ vậy? Tự nhiên dòng chị là ra rồi. Dòng họ ở. Đây. Câu cái dao nói về tình cảm anh em trong gia đình. Chuẩn bị nha. Có cử ai sẽ là người phóng lên đánh chuông. Em nè. Ok. Bên anh đây hữu đằng cơ bộ là sủi cái giò dài hơn em rồi Đào. Thôi vậy anh khóa đi. Mó ôi chữ. Rồi đi. Trời ơi. Bên đây quánh một cú đích đáng. Quánh nó móp cái chiên anh luôn. Trả lời cho đúng nha. Cho em định thần lại đi. Anh em như chân tự nhiên. Thường ta là anh em như thể tay chân chứ. Anh em như thể như chân thể tay. Như chân thể tay như tàu không. Ấy là cái câu là anh em như thể tay chân. Đất lành đùm bọc. Em quên rằng anh đã nói Việt Nam mình ca dao là có rất nhiều dị bản sao. Anh em như chân với tay. Như chân với tay. Đất lành đùm bọc. Khó khăn đó đần là đúng rồi. Khó khăn. Anh em như chân với tay. Anh em như chân với tay là đúng rồi. Bây giờ có trả lời không? Bên này ta trả lời. Em nghe biết em trả đi. Lời luôn, em biết trả em lời. Em trả lời này, em đại diện. Anh em như chân với tay. Đất lành đùm bọc. Vợ hay đỡ đần. Chốt chưa? Chốt câu cuối, mua hết luôn rồi luôn anh. Lành quá. Rất lành, rất ồn ào và náo nhiệt. Sao anh? Vừa rồi mình đánh một cái pen, một cái là tốn hơn 1 triệu đúng không? Dạ. Nãy mua 3 ô tốn 1.5 triệu là 2.5 triệu đúng không? Sao vậy? Không vậy? Đứng đây, lại đây đứng. Sao cái là liền không? Dạ. Đau lắm. Đây là đáp án. Tên em đi đúng ạ. Sai. Yeah. Nghe nè, nghe bên đây. Bên đây có muốn lên đánh chiên không? Thôi lên đánh chiên chứ trời. Nè. Bây giờ đâu có giành giật với ai. Bây giờ trả lời nè anh Nghĩa. Thôi. Anh em như chân như tay. Khó khăn đùm bọc. Ủa? Không. Rách lành đùm bọc. Rách lành. Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Rách lành móc bọc. Anh em như chân như tay, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Chốt không? Rồi em nghe lời. Chốt. Nghe lời đội em. Chốt. Bên này cà dứa. Sư ngoại em dạy câu này đúng rồi ta. Anh em, dạ, tức là em đọc tới giờ y chang bên kia chỉ khác cái A5 rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi anh. Thiệt ra là em muốn đọc khác á. Em muốn đọc sao? Anh em như chân với tay. Ở dưới là sai. Như chân. Anh nghĩ là chữ giới chứ không phải chữ như đâu. Chữ giới. Anh giới. Em như chân với tay. Yêu thương đùm bọc, khó khăn đỡ đần. Không có đâu. Anh em như chân như tay. Hey, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Hey, nó phải chữ là tay. Lại bên kia đó bạn. Phá sản nó chung. Sai chữ giới chứ là sai một chữ nó cũng sai mà. Phá sản chung à, tôi đảm bảo luôn. Không, phá không, sản chung. Tại vì lục bát nó thường. Chốt rồi. Đã chốt theo cái câu hồi nãy Đào đưa ra rồi. Cho nên là em ơi nha, đó là sự lựa chọn sáng suốt em nha. Chính xác. Yeah, thấy chưa? Thấy chưa? Lâu lâu cũng phải ăn sành cái. Câu này làm gì có cái vụ mà cái gì yêu thương cái gì đây nữa. Phải là này. Nè, cái dị bản của nó thường là kem hay bị lẫn lộn ở câu trên. Là anh em như thể chân tay, đúng không? Dạ. Rất lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Cái câu sau là đúng y chang vậy. Ít có dị bản nào khác lắm. Chỉ có cái dị bản là cái câu trên thôi. Bây giờ mình thấy là anh em như chân như tay. Đó, còn bình thường mình mới nghe là anh em như thể chân tay hay anh em như thể tay chân. Đó, nhưng hôm nay mình nghe thêm một cái dị bản của cái câu ca dao này. Đó là anh em như chân như tay. 10 triệu dành cho đội cá dứa. Câu số 2, mời ô chữ. Mời đội thua chọn trước. Mua lô như hồi nãy vậy đó. Hồi nãy mình mua được bao hồi nãy mua một lô dưới cho em. Không, mình mua sen kẻ. Mua sen kẻ đi, đúng rồi. Mua gì nè. Mua gì nè. Tam giác, hình tam giác nè. B3, A3, B5. Thôi B3, A4, B5 đi cho nó có hình gì nè. Hình như mà Pythagore, định lý Pythagore. Pythagore phải là B3, mình A4, B7. Nó bớt bỏ toán học vô thôi, đi. Chọn đi, B3, A4, B5 anh. B3, A4, B5. Dạ. Mua ba lô không có gì vui hết. Ủa? Thiệt. Bên đây em nghĩ phải là A1. A1, A6, B8. Như cũ thôi. Như cũ ha. Gợi ý. Câu ca dao châm biếm những người mê tín dị đoan và làm việc mà không lượng sức mình. Mở ô chữ. Lên đi, lên đi. Lên đi, lên đi. Đập đi, gõ.
Ừ. 1 triệu. Nó không có dành đập gì lớn. Tại vì anh biết là em thua đó đàn, anh trả lời được. Thử đi, mình nhắc thử đi. Bà già đi chợ cầu đông. Cái ba cái lùm này không biết. Ôi trời ơi, không biết mà kêu đánh rồi con bé này nó không biết mà đánh chi chi. Bỏ đi, từ. Người ta chưa trả lời. Ừ. Chưa, người ta chỉ bảo. Ủa, không biết đánh chi vậy Trang? Tại vì anh bà cái tư duy từ từ anh. Bà đó. Già đi chợ cầu bông. Kiến thức nó nhiều quá. Cầu thì. Đông, cầu đông. Mua một quẻ bói lấy. Lấy chồng được căng à, cũng chối là lấy chồng được căng. Phải còn lấy chồng được căng không? Bây giờ đến xem gì xem ngay xem ngay quẻ chết với chị rồi Trang ơi. Không, bây giờ mình nè, có 20 triệu với cái dứa rồi lấy cái nguyên tắc là thơ Lục Bát ở cuối cái chữ sáu này nè. Sáu cái gì? Cái đây là ông. Ông thì lấy chồng nè, lấy chồng được chăng là đúng lấy rồi. Được chăng là đang cần cái cụm này nè. Bà già đi chợ. Cụm này là không. trong cái khúc mà quận 7 Hóc Môn rồi mà đầu tư quá rồi không biết được. Sao? Có đáp án chưa? Có anh có. Đọc đi. Đọc thì em đọc câu đầu nha. Bà già đi chợ cầu đông nè, chính xác nè. Xem một quẻ bói lấy chồng được chăng? Chốt chưa? Được. Chốt. Mai bà lấy được. Chốt. Chốt bà. Chốt. Chốt. Một cái câu trả lời như vậy mà dám chốt à? Chốt. Đây là một đáp án sai. Đây nè. Xin lỗi à. Bên đây là bây giờ là 40 ký cá dứa rồi nè nha. Trời ơi, không những trả lời 2 câu mà trả lời luôn 4 câu luôn nè. 4 câu luôn nè. Vô anh. Bà già đi chợ cầu đông, xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng? Thầy bói gieo quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Ghê chưa? Đó nhớ lợi nè, nó lợi mà. Chốt chưa? Chốt. Thấy người ta hùng hồn ghê chưa? Đúng. Thấy chưa? Thấy quanh liệt ghê chưa? Đó. Vậy mà đó là câu trả lời sai đó. Này tôi cười tới sáng. Hồi nãy cái câu thực sự là cuộc đời em chưa nghe qua luôn á. Bây giờ em một quẻ bói là em tự tưởng tượng tự nghĩ là nó dần á. Em nghĩ là bà già đi chợ cầu đông bắt gieo quẻ bói. Bắt ai? Thì cái có bà bói mà ngồi bắt là ê gieo quẻ bói ông con năm nay nó chồng hơn đó. Lên nó chuyên tiếp. Tôi tốn 1 triệu lận anh. Ôi. Nếu mà cả hai đội đều không có đáp án anh sẽ mở ra một cái lượt mua mới. Nhưng mà thiệt ra vừa rồi các em đã gần đúng. Chỉ sai đúng có một chữ mà thôi. Một chữ gì trời, cái bà này phải là bà già đó không ta, hay là bà nào? Không là bà đào đi chợ cầu đông rồi. Nói gì rồi bà? Rồi bây bà giờ đào. Em lên nè. Đánh luôn hả? Ê 1 triệu anh ơi. Một mình giàu mà em mình đang có 10 triệu. À, quên. 1 triệu. Sao nè? Nè, bây giờ mình chơi lại nè, xé nháp chơi lại nè. Bà già đi chợ cầu đông nè. Bói xem quẻ bói. Lấy chồng lợi chăng bà bói đó mua 2 lô đất nền. Chắc tới luôn. Xem hả? Chốt luôn không? Chốt. Chứ còn gì nữa. Tại vì thường thường Lục Bát nó không có lập dần. Đúng đó là thường á. Sai. Em nghĩ là bà già đi chợ cầu đông đến xem quẻ bói. Giờ mua đi, anh nói anh mở lấy một cái lượt mua mới mà. Muốn mua không? Em tức cái chữ này quá, mua cái B2 đúng để coi là cái gì? Chữ quẻ nè, cái chữ quẻ đáng lý nè. Giờ mua là không? Là nó nằm ở B4 mới đúng nè. Mua một lô cũng em được. Em chắc không nè. Mua một lô nhưng mà mua mình lỡ bên kia đó. Anh em mua. Em mua lô nào? Em mua 3 lô này. B1, B2, B4 đúng không? Mua 2 lô này với được với này. Ừ, cái này là quẻ, là quẻ bói. Bỏ chịu gửi, anh bỏ chịu gửi mua B1, B2 với lại B7. B1, B2, B7, bên đây mua lô nào? Em mua một lô A2. A2 thôi, em coi cái bà này có tên gì. A2 đúng không? Dạ. Ok. Mở ô chữ. Chạy. Chạy lên. Bên kia, bên kia có thắng cũng không được. Thủ đằng trước. Ủa đúng luôn mà. Thủ đằng trước. Nó y chang như vậy luôn kìa. Nó bị thiếu 3 chữ gì nữa. Nếu mà ráp lại y chang câu nãy của Đào mà của sai. Mình xu ghê. Ôi ơi tôi chạy muốn bông ngừng. Ủa cái này phải là cái cầu đông không hay là chợ đông đó? Đi mình, chợ. Không, bây giờ mình xin chương trình á, quay lại khúc này đi. Bà già đi chợ, bà già đi chợ cầu đây, đông. Đằng nào cũng đã mua. Đây, chơi rồi, chơi. Đằng nào cũng đã gõ chợ. Rồi. Bà già đi chợ cầu đông. Xem một quẻ bói lấy chồng lại chăng? Chắc chắn hay là đúng, hai cái này nè. Ủa hồi nãy em đánh chuông trước mà. Bên đây trước. Bà già qua chợ cầu đông hả? Không, bà hả? Già qua chợ An Đông. Trời ơi. Chứ cái này không phải cái cầu rồi. Em biết rồi. Bà già qua chợ còn đông là tại người ta còn bà bu và lại bán mua đúng không? Ừ còn đúng rồi, buổi sáng. Còn đông là đông người đó. Đọc đi, nhanh lên, hết giờ rồi. Bà già đi chợ thần đông,
Thôi ơi, thôi. Anh nghe cũng hợp lý vậy. Xe một quẻ bói lấy chồng lợi chăng? Chối không? Không. Chỗ này ai đâu sáng sớm, trường sáng thì có bói. Quẻ cũng rảnh. Bây giờ nè, xe một quẻ bói là đúng nè. Ừ. Em chắc chắn em chắc cái lô này là lô bói nè, lô chồng nè. Chữ cầu đông là đúng rồi, chấm cái dao cầu đâu, đông. Ôi chàng. Ba cha. Ba chữ an đông hay chữ có thể là nha. Nghe em nè, ra chợ có là đi chợ nè. Qua chợ nè, ra chợ nè. Ra chợ, sang chợ là gì? Chủ chợ bà sang chợ cho người khác. Bà sang lại, bà lên siêu thị. Mày khùng gì bà sang chợ. Sao nhanh, 5 giây cuối cùng. Ai biết. Ba già ra chợ cầu đông. Xe một quẻ bói lấy chồng lại chăng. Rồi chốt. Chốt. Bà già ra chợ cầu đông. Tự nhiên ra chợ cầu đông. Bà già bà rạch. Chính xác. Bà già ra chợ cầu đông, xem một bé bói lấy chồng lợi chăng. Cái nghiệt ngã là cả hai đội khi mua lượt hai không ai mua đúng cái từ đó hết trơn rồi. Ờ, tưởng đâu bà đi ai về bà ra không à. Ừ, nhớ nha, nhớ nha, bà sát bên mới đi ra. Nhớ nha, câu này là chữ ra đó nha, nhớ nha. Không thì đúng là có những cái câu khác như là bà già đi chợ. Dạ. Nhưng mà đây cũng là một trong những dị bản. 10 triệu dành cho đội con trái. Lỗ quá rồi. Câu số 3. Mời ô chữ. Bên đây mua trước. A1, A6, B8. Đây, giờ mua luôn nè chị Vui coi. Mình rút kinh nghiệm nè. Mình nãy là mình, bà già nè, ra nè, mình mua tiền nè. Nè, bây giờ mình mua cặp luôn nè. A1 mình mua A2 nè. A5 đi với A6, B7 đi B8. Đi sát cho luôn đi. Vậy thua sao? Đọc được sao không? Biết hồi nãy là mình cũng mua 6 lô mình mới thắng đó chứ. Sao mình không canh mấy cái chữ giống nãy mình bị giống vậy đó. Thôi, tốt lắm. Rồi chốt đi, bây giờ anh chốt đi. Bữa nay anh chốt, nãy anh chốt 2 lô rồi. Anh chốt. Bên đó mua nhà mà cũng lâu chốt, rồi. Chốt rồi đó, chốt rồi nè. A2, A5, B7. A2, A5, B7. Gợi ý. Có cái dao mượn hình ảnh mái tóc để diễn tả tình yêu trắc trở không thành duyên, khiến người trong cuộc bâng khuâng nhớ mãi. Mở chữ. Thôi, đừng đánh này, không biết rồi. Em biết câu trên nè. Biết câu đúng câu trên nè, còn câu dưới không nhớ. Thôi, biết hết đi, mình lại đánh. Tóc mai sợ dài. Chuyện dưới này em không biết. Câu này em không có yêu đương nên em không biết cái này. Nếu không thì mình sẽ mở lượt mua mới. Ừ, Quang ở đánh anh ơi, lỗ mất 1 triệu đó. Em mua em cũng tốn 1 triệu. Tóc mai sợ dài. Cái này thì mình biết rồi nè, còn cái hàng B1, B2 là không biết luôn á. Dạ. Thì mình mua đi, bây giờ sao? Mua mới nha. Mua mới đi anh ơi. Anh nói cho em nghe, kiểu gì bên đó cũng thua mình à. Yeah. Mua tiếp hả? Ôi ơi. Nó khù. Em nói câu này thử được không? Nó khù quá. Nè, tóc mai sợi ngắn sợi dài. Thì lên đánh chiến. Dùng xà bông gội, tóc dài ngàn năm. Dùng xà bông gội, tóc dài ngàn năm. Cái đó là sai chắc luôn. Ai mua tiếp đi. Mua mới tiếp nha. Mua tiếp đi anh ơi. Rồi, lượt mua thứ hai đã được mở. Bên đây muốn mua mấy lô? Em mua một lô trước thôi. Ở hàng B đó, đừng mua hàng A. Hàng B là chắc chắn rồi. Cái này là nè, còn đây nè. Nè, B1, B2 nè. Cái này em biết nè. Em lấy B2. B2. Một lô thôi không? Một lô. Bên đây. Mua B6 đi. B6 đi. Trời ơi, chữ trời, B6 này quá dễ rồi. B6 dễ mà. Chữ gì? B6 chữ gì? Kệ anh ta. Thì thôi, mua B4 đi. Điều kiện. Ra B6 đúng không? B4. B6 là chữ hoài, ai không biết. Thương hoài ngàn năm. 1, 2, 3, 4 thôi không? Thương hoài ngàn năm là ngàn năm thương hoài, một bóng hình đây. Dạ B4 à. B4. Mở ô chữ. Đập đi. Ngõ. Trời ơi. Không, anh nói với em, mình vẫn thắng, bên đây vẫn thua. Bên đây kiểu gì cũng thua. Anh chạy mệt nha. Mai sẽ gắt sợi dài. Coi nè. Chạy sao ra đúng một câu cho anh nha. Đọc đi. Tóc mai sợi ngắn sợi dài xa cắt nhau chẳng đặng. Xa nhau chẳng đặng. Chẳng đặng là trời chẳng lâu được quá đi. Nam chẳng đặng. Yêu thương yêu. Bộ. Yêu hay thương. Rồi đọc nha. Tóc mai yên tới ta đọc tịch rối bị chồng mít không có thu hình được. Khỏi khỏi. Tóc mai sợi ngắn sợi dài. Chốt câu này. Xa nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm. Chốt đi. Đúng không anh? Không biết. Trời ơi trời, con hỏi em đi. Đáp án sao? Chốt luôn. Tóc mai sợi ngắn sợi dài xa đúng. Nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm. Chớp không? Chớp. Mắt trẹo. Đây là đáp án sai. Đây nè, nghe bên đây trả lời nè. Đánh chiên. Đánh rồi, nãy đánh rồi. Đánh hụt, đánh trễ hơn ta mà. Nè, bây giờ nè. Lo quá, một công, một triệu nha.
tóc mai không ngắn nha em, không ngắn nha, sợi vắn sợi dài đó. Thương nhau chẳng đặng nhớ hoài ngàn năm. Chốt chưa? Chốt. Đúng rồi. Em chắc luôn á. Thật ra bên các em hồi nãy á, mình sai đúng một từ. Ủa mình vậy hả? Sai một từ đúng không? Qua bên đây sai ba từ. Ồ, hồi nãy sai. Sai. Hồi nãy kia coi đội đó thì em sáng mắt rồi. Cái quan trọng là bây giờ tụi em mua. Ê, mua là phải chạy lên giật nha. Chạy là phải giật đập liền. Đập liền. Có mua nghĩa không? Đồng ý mua không? Mua, đòi em mua. Không. Mua cái gì? Mua cái gì ạ? À? Ê, gõ nữa hả? Gõ. Thêm một triệu nữa. Sai một chữ anh biết chữ gì rồi. Chữ gì vậy anh? Đây, anh chịu không chịu đó cho. Tóc mai sợi ngắn sợi dài sai. Tóc mai sợi vắn sợi dài đó. Xa nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm. Chốt chưa? Chốt luôn. Nãy bên kia đọc đâu đọc là xa nhau chẳng đặng đâu. Đây là đáp án sai luôn. Đó, mà bên đây sai tới hai chỗ lận đó. Em biết em sai rồi, anh đừng xéo xác em nữa nghĩa à. Bây giờ đọc hồi nãy đi. Bây giờ mình bỏ 1 triệu để mình đọc hai mai sợi ngắn. Nghe em nè. Hồi nãy là mình giờ mình mua cái này nè. B1 đúng không? Với cái với khoan. Mua hai từ này nè. Từ B5. B1 với B5. Mua B1 B5. Bây giờ bên em mua B1 B5, bên đây muốn mua gì không? Em mua A4. A4. Ok. Chuẩn bị. Mở ôi chữ. Phóng lên thôi. Yeah. Sao em lẹ vậy Đăng? Thử đằng trước. Giống như là một bước lên thiên đàng vậy đó. Trời ơi, chơi giận giận động viên marathon lợi không? Thật nhẹ thở lắm không? Lật đi nhìn. Nè cùng nhau đọc nha. Chưa, từ từ, từ từ. Sợ ủa? Vậy? Sao sợ quá vậy? Ủa? À đúng rồi. Ê, chẳng à, chạy. Lấy nhau. Lấy nhau chẳng lấy đặng hay là hổng hổng đặng. Trời ơi, nãy biết gì mua dư dư. Ê, đi. Miền Tây là hỏng đặng mới đúng. Miền Tây miền không, đúng rồi, chữ đặng là dư thiêu này cái hỏng. Hỏng đặng. Không phải hỏng đặng, hỏng đặng là người ta ca, ca hát cái dư dân chẳng ca đặng. Ví dụ ca là ngô kìa. Lấy em không, hỏng đặng. Chẳng đặng là dùng ngoài, hỏng lấy đặng. Lấy nhau chẳng đặng, chẳng lấy đặng. Nhau hỏng đặng. Đi. Chốt anh. Tóc mai sợi ngắn sợi dài. Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm. Chốt chưa? Chốt. Từ từ chưa. Lấy nhau chốt đặng. Rồi đã nè. Chốt rồi nè. Đặng ơi thôi. Đã em chốt này rồi. Thích chốt quá. Phải là chữ sợi ngắn sợi dài không? Sợi ngắn nè. Tóc mai sợi ngắn. Đúng rồi cái này đúng. Phải chứ sợi ngắn không? Cộng ngắn sợi dài. Ừ. Cộng ngắn sợi dài đó. Cái gì ca dao đó vậy? Đó giờ nghe có cộng đó vậy? Cộng hạn nghe thôi chứ. Không để em nói nha. Em nói bởi vậy viết cái kiểu mà cộng ngắn sợi dài. Con nít bây giờ nó học làm sao nó nhớ nổi. Bao nhiêu con ca dao. Trời ơi. Có cái nào cộng không đổi không? Chốt rồi không đổi nữa. Đây là đáp án. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Thiệt chuẩn bị. Chính xác không mà. Thì chuẩn bị. Thì ra anh nói đi mới phóng lên được chứ. Vỗ tay. Chính xác. Tóc mai sợi ngắn cái sợi chữ dài. Vắn là ở đâu ta? Thì anh nói rằng nó có luôn, đó là gì bạn? Tóc mai sợi vắn sợi dài là có luôn. À, lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm. 10 triệu dành cho đội cơm trái. Chết rồi. Chết rồi. Quá rồi. Quá rồi. Mình được lên tiệm cho nên mình phải cẩn thận. Ôi, lát tự tin đi. Quá đúng không? Tự tin quá lên quấn chuyên liên tục mấy lần mà trả lời sai hết trơn trọi. Cá dứa, số tiền của các em còn lại là 19 triệu đồng. Trời ơi, còn được một quán cúng lớn mà anh không sao. Cơm trái 27 triệu 500 ngàn đồng. Mình chơi hồi mình mua luôn cái tiệm cá dứa nha em. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 2 của Sao Hay Chữ. Thưa quý vị, chúng ta đang ở vòng 2. Vòng này có tên là Ô Chữ Độc Quyền. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên. Mời ô chữ. Đội thua cho nên được quyền ưu tiên. Ủa gì kia chọn trước. Mình dẫn cái này trước. A1. A1.
Nó luôn ha. Đủ nó luôn anh. A6. Nhưng mà đừng cái thằng đó đi. Này xui lắm. Thằng này. B1. B1. A1, A6, B1. Mua lại B6 đi. Ủa tại sao B6 vậy? Tại vì cái giận. Cái giận này. À đúng rồi, vậy là B6 là phải có B6. Mua B6, A3 với lại B3 cho em. Chắc không? Chắc, giống như là bà già mà đi ra chợ Cầu Đông á. Ok. Chốt. B6, A3, B3. Ok. Gợi ý. Câu ca dao có ý nghĩa châm biếm về tục tảo hôn thời phong kiến. Mở ô chữ. Có à? Bị sốc quá, sốc tâm lý. Hồi nãy biết nhiều chữ quá nè. Hey. 2 triệu hả? Người ta có 3 từ thôi mà người ta phóng lưng, người ta đánh gì, chiên cái gì mà cổng chồng. Đọc nè. Bồng bồng cổng chồng đi chơi. Đi qua đi chỗ lội. Đánh rơi mất chồng qua chứ không có đến đâu. Đi qua chỗ lội. Đi qua quốc lộ 1A hả? Đi qua phải qua mới rớt được. Đi qua chỗ lội đánh rơi mất chồng. Tao. Không nghe anh ơi, em nhớ là đi đến chỗ lộ. Đi qua, anh hứa đi, luôn đi qua. Đi qua quốc lộ. Nãy giờ mình nghe lời người ta mình thua cũng nhiều đó. Cho nên em hãy quyết đoán đi đâu. Em, bây giờ anh nghe một lần được không? Anh nghe một lần đi. 2 triệu. Ok, bồng bồng cổng chồng đi chơi. Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng. Cái chữ đến với chữ qua nó vô dần hơn. Đi qua chỗ lội nó vô dần hơn. Đi tới quốc lộ. Là đụng bà đó bà. Sao, quyết đoán không? Tù xì đi. Tù xì. Vô đây, lẹ. 2 triệu mà qua một gì tù xì à? Một. Ôi, bây giờ sao? 1, 2, 3, tù xì đi. Không, anh nói chữ quà chứ không phải chữ đến, tù xì đi. Tù xì. Em lại chắc chắn là chữ đến. Anh nói là chữ quà, tù xì đi. 1, 2, 3. 2, 3. Chữ quà. Tức quá à. Chốt chưa? Chốt. Ai biểu thua? Chữ đến. Chữ quà. Lần này mà sai là lần sau anh phải nghe lời em nha. Rồi. Sắp cục vốn tới nơi. Còn cái lần sau nữa. Em chắc luôn. Chắc luôn đúng không? Cái chữ qua là chắc chắn đúng, sai sai mấy chữ trên. Không, chữ này, chữ đến thôi. Bồng bồng cổng chồng đi chơi, đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng. Bà ấm ớt kìa rồi, em chọn chữ đến á. Rồi giờ sao? Đã bồng bồng cổng chồng đi chơi, đi đến cho vừa lòng hả? Rồi, chỗ lội đánh rơi mất chồng. Thôi, đi đến quốc lộ, từ quốc lộ em nữa. Em đã chốt rồi, chốt trước đó rồi, đúng không? Thôi. Đây là đáp án. Sai. Đi đến quốc lộ 1A là chồng bị lộ. Nghiêm túc em, 20 triệu. Khoan, bây giờ anh hỏi nè, có muốn đánh trả lời hay không? Vậy thôi, vậy không trả lời. Không trả lời, bên đây còn cơ hội nữa, muốn trả lời hay không? Ê, mình trả lời đi. Đánh. Thôi trả lời kìa anh. Em trước. Muộn rồi. Tại em đã nói là cho qua, hiểu không? Thì khi mình bỏ qua một lượt trả lời thì đến bên kia trở lại. Em đọc lại y câu đó. Bồng bồng cổng chồng đi chơi, đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng. Chốt không? Chốt. Trời ơi, mạnh mẽ quá. Em tức quá mà. Ủa câu đó y chang nãy mà. Đào, vui vẻ không quạo. Vui thôi đừng quạo. Ê, bây giờ sai cái nữa rồi tính gì? Không sai nữa thôi. Cho vừa lòng Đào thôi. Vừa lòng phải không? Ừ. Đi bán cái vừa lòng em nha. Chính xác. Ôi trời ơi trời. Tôi mất 2 triệu. Tôi mất 2 triệu trời. Tôi mất 2 triệu. Ôi nhưng mà vẫn thắng. Trời ơi biết sao không? Câu này là em hay ru con em ngủ. À. Em nhớ rất kỹ. Em ru sao Đào? Bồng bồng cổng chồng đi chơi à, đi đến chỗ lội đành rơi. Ủa sao mất dấu luôn vậy? Mất chồng. Sao ru hơn cả mất dấu luôn? Không mà con em nó ngủ liền. Không 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 muốn nghe nữa. Không dạ. Nó ngủ luôn. Ngày xưa cái tục tảo hôn á là người vợ lớn lấy người chồng rất là nhỏ. Vô nhà người chồng có đôi khi hay là mới có 3, 4 tuổi, 5 tuổi mà vẫn phải coi như đó là người chồng của mình. À. Và làm cái công việc giống như là vú em vậy đó. Chăm sóc, rồi tắm rửa, ăn uống rồi buồn buồn là phải cổng đi chơi vòng vòng. Đi đến cho lội đánh rơi mất chồng rồi thì... câu sau nè. Chị em cho tôi mượn cái gầu sòng để tôi tát nước múc chồng tôi lên. Lên. 20 triệu. Vậy là em xác định luôn rồi, chưa xài chưa đến. Đúng rồi. Tiếp câu số 2, mời ô chữ. Đội thua chọn trước đi. Trời thua kìa em. A1, A6, B8. Ủa chọn cái kia vậy? Ủa B8 được chọn. Ủa vui vậy nè. A1, A6, B6 luôn. Đúng rồi. Sao mình ngu vậy ta? À đúng rồi. Ủa trời. A1, A6, B6. Trời ơi. Trời chị không có tiền mua để bán lại chị ơi. Ok. Bên đây muốn mua nào? Bên này chị không cần. Em mua B1. Từ từ. B1, A2, B8, B1, A2, B8, B8. Gợi ý. Câu ca dao thể hiện mỗi thiếu nữ đều có cái duyên, sự hấp dẫn riêng làm say đắm lòng người. Mở ô chữ. Em biết nè.
Cái gì lẹ vậy Đào? Đào đánh chiên rồi kìa. Xin lỗi nha, tôi ngày xưa học văn đó, là tôi chuyên văn luôn. Thì đó. Qua câu chuyện tôi là chuyên thơ trên Facebook luôn. Thì đâu có ai nói gì đâu. Sở này nè, cái gì không biết nè. 20 triệu nè. Vì cam cho quýt đèo bồng, vì em nhan sắc cho lòng anh say. Đúng không? Đúng rồi. Không biết đúng không chứ thấy hay hay á. Anh thấy sai rồi đó. Chốt. Anh thấy sai rồi đó. Mày không nghe ảnh nữa, em không nghe ảnh nữa. Anh thấy sai. Sai chỗ nào Khoa? Sai vậy dưới á. Vì em nhan sắc cho lòng. Cho quýt đèo bồng là đúng rồi đó. Vì em nhan sắc cho lòng anh say. Nó quá dở. Cho lòng đắm say. Cho lòng anh say. Đâu đâu một lần nữa chốt đi chứ rối quá rồi. Chốt rồi. Chốt rồi. Anh Nghĩa như nhớ mà. Đây là đáp án. Mới có 3 từ mở lên thôi. Đào nhanh lên đánh chiên cái ban cái. Em thánh thơ Facebook hả em? Ừ. Chuyên văn hả em? Phải không? Đúng rồi. Ừ. Hay thả thính bằng mấy câu này trên Facebook phải không em? Đúng rồi đó, chúc mừng em. Vì cam cho quýt đèo bồng, vì em nhan sắc cho lòng anh say. 20 triệu cho các em. Câu số 3. Mở ô chữ. Chọn đi. Mình chọn nữa hả? Thôi đừng chọn giống nãy nha xui. Thôi chọn giống nãy đi. Thôi chọn. Cứ vậy đi. Chọn kiểu nào cũng thua thôi. Ôi tội nghiệp tụi em quá anh ơi. Mình là đổi game được. Chọn đi. Cứ A1 đi. A1, A6 với B1. Mình giấu B1, mình chừa B6 lại. Ừ, A1, A6, B1 phải không? Ủa Trang đang học chuyên văn luôn phải không Trang? Em mà nói em chuyên thể dục. Chuyên thể dục mà. Ủa sao vậy? Sao giống như tác dụng ngược vậy? 8 năm trước anh giờ ngưng rồi. Dạ. A1, A6, B1. Bên đây sao? Em không mua nữa, em để vậy cho em thắng. Giờ phải mua chơi. Phải mua. Phải mua tội nghiệp người ta. A2, B6, B8. Không phải là tội nghiệp mà chương trình là quy định như vậy. A2, B6, B8. Ok. Câu cây dao nó đến công ơn của đấng sinh thành. Mở ô chữ. Sinh thành nè, anh cũng biết nhiều nè. Đi. Đó, rồi, chạy vòng quanh. Ê, sao nhẹ nhàng quá vậy? Em chưa nghe tiếng chuông nó 2 triệu nha. Tại vì nó khoan. 2 triệu. Chạy cho nó văng chữ ra hả? Ra chưa? Ra chưa. Ráng lên. Không có lạng lạng có chạy qua đây nhìn chữ kìa. Che lại. Hít thở. Đâu thấy gì đâu. Hít thở Trang, hít thở đặng. Tại vì chạy biên độ em mập á, phải chạy rộng ra, nó bị quạt cái biên độ chứ đâu biết. Hít thở, bây giờ hít thở ra chữ cho anh nè. Ủa. Gì? Rồi đọc nha. Nghĩa. Đọc luôn cho luôn. Nghĩa mẹ B3, B4, B5, B6, B7, B8. Đang đọc đi. Ơn cha. Ơn cha. Cao lắm. Ơn cha cao lắm. Ai ơi. Ai ơi. Nghĩa mẹ. Nghĩa dụ. Nghĩa. Không biết. Đọc đi. Hết lượt. Mệt quá. Bất quá sai là sai chữ thôi nè. Công cha cao lắm ai ơi. Nghĩa mẹ bằng trời 9 tháng cu mang. Chốt chưa? Chốt. Đây là đáp án. Sai. Nghĩa dụ nữa nha. Mua đi, mua qua mua lại của nhau đi. Không, bây giờ mua tiếp luôn mà. Mua tiếp được không? Chưa mở bán. Chưa mở bán. Bán rồi mua, bán luôn à. Không, không mua. Không, bán không, ra chữ vậy này. Thì bây giờ mình đánh tiếp cái này là anh biết là chữ gì rồi đó. Em bán nè, bán chữ này 5 triệu. Đi. Mua A1 đi. Ê. Ê mấy anh chị ơi, mấy anh chị ơi. Em mua A1 đó, mấy mua chị bao nhiêu? 30 triệu. Một từ ở đây, cái sàn giao dịch bất động sản này, một từ bán cái giá trung bình là 5 triệu là trung bình. Đúng không? Đó. Thì đó nhắm giá thấp nhất anh, thấp nhất là 5 triệu là thấp nhất đó. 8 triệu là được không? Chơi luôn, 8 triệu. Mua không? 8 triệu. Hey, hey, hey. 8 triệu hả? 8 triệu không? 8 triệu thì 8 triệu không? 3 không là 30. Đổ dư. Bên đó nhiều tiền lắm. Bên đó thắng là bên đó 20 triệu đó. Một chữ là 8 triệu. 5 triệu. Hai chữ là 17 triệu. Mua một chữ. Rồi bán không? Bây giờ nói cái chữ đó 5 triệu bán không? Chữ đó là không, bán bán đi. Lên chút. 6 triệu. 6 triệu. 7 triệu. Bớt 500 ngàn, 7 triệu rưỡi. Thời không có lấy lẻ, không giá lẻ. 6 triệu. 7 triệu. 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 6. 7 triệu. 7 triệu, ok. 7 triệu. 7 triệu. Bán luôn. Giao dịch thành công, bán. Bóng bên đây, trời, mở bên kia. Bán cũng chết luôn á, thiệt á. Thấy không? Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, cãi tôi không mà. Đó, ơn cha nặng. Ăn cha cao nha nè. Cao lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời 9 tháng cu mang. Chốt chưa? Dạ chốt. Đây là đáp án.
Sai em xỉu á. Xỉu đi em. Sai. Vậy là cái chuyện đó là chính phần lục bát mà. Nhưng mà anh đọc là chính chính. Giờ sao em? Tức là đây là của anh đã biết rồi nè. Mua mỏ miễn phí. Mua nào. Này đây. 9 tháng cô mang là có cái cụm này là ok rồi nè nha. Ơn cha cao lắm mày ơi, mình có cái được này. Nghĩa mẹ bằng trời là đúng là, rồi. Nghĩa mẹ bằng ủa vậy mình mua chi em? Ơn cha cái gì nè, ơn cha cái gì là ai ơi nè. Ơn cha không phải cao lắm hả? Thì mua tô đó đi, đang dùng miễn phí mà. Rồi vậy mua A4 đi. Ok, bên này có muốn dùng dùng. Một, mua chữ này. Dơ bản lên. A3. Em mua miễn phí trời ơi. A3. A3. Rồi. Chuẩn bị nha. Mở ô chữ. Ôi đừng, đừng. Tức quá. Chớ đánh đi. Vẫn chưa có đánh hả nghe. Đánh đi nè em. Em ơi. Anh. Động não ra cho. Em mua nữa được không? Không, mua trước. Đánh vào. Đánh đi. Em trước. Em tức chứ trời ơi. Em trước. Mời Hữu Đăng. Ơn cha. Mệt cao lắm. Ơn cha cao lắm, ơn cha khá lắm. Ơn cha khá lắm. Nhỏ này. Ơn tự nhiên. Ơn cha khá lắm. Ơn cha khá lắm. Ơn cha. Ơn cha khó lắm con ơi hả? Khó lắm. Ủa. Sao mỗi ngày gan chữ vậy? À, phải thêm nước. Mua đi. Dạ, tập trung nè. Nè. Bán nhiều á. Không, bán 2 triệu. Không, tôi bán tôi phải lấy lời chứ. Bây giờ tôi bán lại 10 triệu. Dạ, 7 triệu bên đây. Thôi, okay. Nhưng mà em cứ... 10 triệu. Nghe là 10 triệu. Tin đi, ok. Em nói nghe nè, không, em biết rồi. Chắc chắn là giá em trả là có thể không thành công. Nhưng mà em nói nghe nè, hồi nãy em 8 triệu. Nhưng mà em vẫn dị tình, em bán 7 triệu. Bây giờ bán cho em 7 triệu. Không, 20. Đó, 10 triệu. 9 triệu. 2 chỗ. Thôi 10 triệu. 9 triệu là hơn 2 triệu. Nãy giờ ăn người ta 30 triệu rồi. Trời đất ơi, hồi nãy còn muốn nói cho không luôn đây. Giờ bán giá cao kỳ cục. 9 triệu được không? 9 triệu. 9 triệu được. 10 triệu. Sao mà 9 triệu không được. 10 triệu. Mua. 10 triệu. 10 triệu. Giao dịch thành công. Đóng ô bên đây lại. Mở ô bên đây ra. Mở ra đi, mở ra anh ba, anh ba. Có lần đánh không? Đánh đi. Trời ơi. Đánh chứ. Em mở luôn á. Không. Ủa? Nghe. Nói nghe nè. Em trả lời người ta nghe chơi đi nè. Anh bớt nhá nhá. Anh nghĩ anh tính 1,5 triệu là mất 1,5 triệu đó. Ủa là mất 2,5 triệu. Nè để anh đọc cho. 2, 3. Khoan nha. Chữ gì đầu tiên vậy? Anh đọc cho mà em chốt nha. Ơn cha nặng lắm ai ơi. Nghĩa mẹ bằng biển bằng trời. Nghĩa mẹ bằng trời. 9 tháng thu mang. Chốt không? Chốt. Ê khoan. Ủa khoan, chưa chốt tại vì chưa chốt. Tại vì ở bển nhiều khi nó gài mình á. Cái gài. Đây là đáp án chính xác. Buồn quá à. Không, mà bên đó cũng lấy được 10 triệu thôi. Em buồn ơi à. Em lời muốn chết. Em ngồi không em có 10 triệu đúng không? Còn bên kia mất 10 triệu mà chưa kể một mớ mấy cái lô đất mà mua trước đó nữa. Cho nên số tiền thưởng chưa chắc bên nào hơn bên nào nha. Em nghe nãy tính không mình tổng kết số tiền như sau. Cá dứa 43 triệu. Đợi cơm trái. Số tiền thưởng em có là, phải nói là tụi em đã xuất sắc lội ngược dòng câu cuối cùng nha. Mình cũng chơi chiêu chiến thuật này kia, bỏ tiền ra mua, bỏ con tép bắt con tôm này nọ. Và cuối cùng số tiền thưởng mình có 29.500.000 đồng. Ủa mình thấp hơn. Nhưng mà đúng rồi, đỡ hơn. Tại mà lúc mình mua 7 triệu xong rồi mình bán 7 triệu. Lận, mình 43 triệu. Thắng đúng 2 câu rồi đó. Em ừ, mình cũng người kia mua bán người kia nhiều đó em. Đó. Cho nên còn 20 mấy triệu vậy thôi. Bởi vì ta nói ông trời cho đúng người cái duyên thôi ha. Ờ. Một cái gian như gian diễn thôi, đừng có buôn bán gì hết. Buôn bán thì được cái đơn rồi. Lỗ đó. Còn Trang sao em? Bữa nay em cố tình em vuốt hai cái tóc này để cho não nó rơi ra cái tóc để cho mình suy nghĩ thông minh liền. À, cho não nó quăng giống như là cái nếp nhăn não nó nhiều á phải không? Dạ đúng rồi, nhưng mà có lẽ là tại vì sai chiến lược là vuốt ra thì não nó không còn nằm ở trong. Là chất xám thì bị đi ra nó rớt từ từ rớt ra ngoài mà. Trời, nói chung là rồi. Đến như đây 20 triệu vậy là vui rồi, nhưng mà có lấy liền không anh? Không, em chuyển khoản một tháng sau mới lấy. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ. 20 mấy triệu về cũng gầy được cái sạp cho nhỏ bán cơm trái rồi em đúng không? Chảnh lên nào, chảnh lên. Còn với đội cá dứa bước vào dòng đặc biệt của Sao Hay Chữ.
Thưa quý vị, chúng ta đã có mặt ở vòng đặc biệt chương trình Sao Hay Chữ. Vòng này có tên là Chinh Phục Bảng Vàng. Chú ấy nhìn lên bảng vàng. Mời ô chữ. Đây, ba câu ca dao. Bây giờ chúng ta được mở 21 ô tất cả. Muốn mở ô nào? Em lựa trước đi. Em lựa cái câu đầu tiên sẽ là A1, A6, B8. B6 luôn đi. À, B1 không đi. B1 B1 với A3. Rồi. Chừa chừa cho dưới nữa. Hai ô nữa, coi như mỗi câu 7 ô lận. B3. B5. Rồi. Hai câu dưới làm sao? Anh khoan. Em cũng C1, C6, D1, D8, C4, D3. Đủ chưa? Mới cái có 6 à? D7. D7. Rồi có C6 không? Rồi, câu cuối. Em lựa. Câu cuối thì cũng là E1. E1. E6. E6. F2. F8. F4. Rồi hai cái kia đến lựa cho. Cái E4. F1. Rồi. Như vậy là chúng ta đã lựa chọn được 21 ô. Anh sẽ cho mở ô chữ kèm với những cái lời gợi ý ở đây. Hãy cố gắng mà đoán cho đúng nha. Mở ô chữ. Có một câu ca dao ca ngợi đức tính thủy chung. Muốn đoán ô nào trước cũng được nha. Câu 2, câu ca dao như lời than thở về thân phận thấp kém của người phụ nữ thời phong kiến, may mắn thì mới gặp được hạnh phúc. Câu 3, câu ca dao mượn hình ảnh của hai loại cây để trai gái đối đáp gieo duyên ý nhị tán tỉnh nhau. Mình trả lời câu nào cũng trước cũng được. Đúng rồi. Em trả lời câu dưới trước nha. Nhanh nhanh. Mận hỏi Thì đào xin thưa, vườn hồng mở lối nhưng chưa ai vào. Chưa đúng. Mận hỏi. Em câu 2 trước nha. À. Thân em như giếng giữa đàn, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Chính xác. Vậy em câu dưới đi anh, câu dưới. Không. Câu trên đi. Đào suy nghĩ câu dưới đi. Cái chỗ mận đào em suy nghĩ mà anh đi. Trăm năm ai chớ bỏ ai, chỉ theo nên gắm. Chỉ theo gắm sắc mài nên kim. Rồi chính xác. Câu cuối kìa. Mận hỏi thì đào xin thưa, vườn hồng mở lối mà hay nhưng hồi nãy nói là nhưng á, mà chưa. Sao chưa ai vào? Không phải. Chưa đúng. Vườn hồng mận hỏi. Mận hỏi thì đào xin thưa, đúng rồi. Vườn hồng thì đào xin thưa. Có vườn lối. Có lối. Nhưng chưa ai vào. Đáp lại một lần nữa. Mận hỏi thì đào xin thưa. Vườn hồng có lối. Nhưng chưa ai vào. Chốt không? Chốt. Chính xác. Trăm năm ai chớ bỏ ai, chỉ theo nên gấm sắc mài nên kim. Thân em như giếng giữa đàn, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Mận hỏi thì đào xin thưa, vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. Ba câu 100 triệu đồng về mở siêu thị cá dứa em ơi. Này đội cá dứa ngon lành luôn. Mà phải nói rằng là giỏi, tức là mình đoán được cả những cái câu mà nó khó, ít người nghe, vậy mà các em cũng đoán ra. Cảm giác thế nào Đào hôm nay? Trời ơi, cảm giác như là như thời đi học lại. Vì anh em rất là thích những cái câu ca dao tục ngữ. Và em thường ru con, hoặc là em hay đọc cho con em nghe anh luôn á. Để thường thường mấy đứa nhỏ bây giờ mình sẽ không được tiếp cận những cái câu này như mình hồi đó. Không, thật sự, và sách giáo khoa bây giờ cũng lại rất là ít những câu như thế này. Thì em cũng thường đọc cho nó nghe để khi mà điền á, thường thường nó điền hay sai lắm. Bây giờ là để mình... Nếu mình điền vào chỗ trống vậy. Dạ hả? Đúng rồi, giống như cái câu bình thường thôi, môi hở răng lạnh thì con em lại điền là môi hở răng hô. Vậy đó, nó vậy đó. Bởi vì bây giờ thường em hay đọc những cái câu tục ngữ này nè. Để con cho giao. Con, dạ, ca dao tục ngữ để con nó có cái căn bản. Đó là một cái cách để mình giáo dục con trẻ. Hôm nay cái điều mà chúng ta có được ngoài cái số tiền ra thì còn là những cái câu ca dao gợi cho chúng ta nhớ lại những cái câu ru, câu hò ngày xưa. Yeah. Hoặc là những bài ca dao, những câu thơ mà mình đã từng học ngày trước mà bây giờ có thể thời gian để làm cho chúng ta quên đi. Yeah. Và như Đào nói là nếu như mà chúng ta dạy con chúng ta
qua những cái bài học đơn giản về những câu ca dao như thế này thì làm cho con em mình sẽ hiểu rõ hơn về văn hóa của người Việt Nam, về tập tục ngày xưa. Bởi vì ca dao là nói về cái cuộc sống của ông cha ta ngày xưa, họ đúc kết lại qua những câu ca dao, hoặc là những cái kinh nghiệm của cuộc sống và cả những cái tâm tư tình cảm của người xưa cũng được gửi gắm vào trong đó. Thì đó là một cái cách rất là hay để chúng ta có thể dạy cho con em mình biết về những cái giá trị truyền thống của người Việt chúng ta. Còn với Khoa thì hôm nay thế nào em? Bữa nay xong ngày hôm nay em về chắc chắn em phải tìm lại ca dao tục ngữ mà học. Cảm ơn cả hai em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và số tiền thưởng mà đội Cá Dứa mang về là 143 triệu đồng. Quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Sao Hai Chữ cũng xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối cùng với công ty Truyền thông Mi thực hiện, và tuần sau cũng vào lúc 20:30 thứ ba trên HTV7 chúng ta lại gặp nhau trong chương trình này quý vị nha. Xin chào tạm biệt. Bốn khách mời đặc biệt nhỏ xíu xìu xiu xinh tiếng. Xin chào tất cả mọi người. Thì Dương. Dạ, em xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình Sao Hai Chữ. Yeah. Tiếp theo, Quang Mèo, Đại Ngọc Trâm. Dạ, xin chào quý vị khán giả.